Hưởng ứng ngày hội toàn dân hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4, sáng nay Ban vận động hiến máu tình nguyện thành phố Ninh Bình đã phối hợp với Bệnh viện Việt Đức Hà Nội tổ chức ngày hội hiến máu đợt 1 năm 2021. Với chủ đề tiếp tục phát huy phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố trẻ, ngày hội đã thu hút 600 tình nguyện viên đến từ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang và 8 xã phường. Đây là hoạt động thường niên của thành phố thể hiện nét đẹp truyền thống tương thân tương ái của đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân trong việc hiến máu cứu người. Do làm tốt công tác chuẩn bị nên các khâu khám sức khỏe, xét nghiệm và lấy máu đều thực hiện đúng trình tự và nhanh gọn. Trong đợt này, thành phố đã thu được trên 550 đơn vị máu cung cấp cho Bệnh viện Việt Đức. Những người mắc bệnh hiểm nghèo, người bị tai nạn sẽ có cơ hội được cứu sống bởi những nghĩa cử cao đẹp của người dân thành phố.